Thật ra thì những cái ca mà trước đây á, khi mà du nhập mà chúng ta ngăn cản ngay từ sân bay đó, thì cũng có khoảng chừng 40-60% là họ không có triệu chứng gì cả. Không có triệu chứng gì cả. Và đó cũng là một cái đặc tính của những cái loại virus đường hô hấp. Nó có nhiều mức độ khác nhau, mức độ rất nặng, mức độ bệnh nhẹ tự hết, và mức độ không có triệu chứng rồi cũng tự hết. Và cũng có thể cái mức độ nữa là người lành mang trùng. Thì khi chúng ta thấy một cái con virus mà mới á, mà nó có đủ sắc thái như vậy, cũng giống như là càng ngày nó càng ít triệu chứng hơn á, thì đó là con virus đó đang thuần với lại cái loài người á. Thì cái đó nó có hai cái lợi, có cái lợi cũng có cái hại. Cái lợi thứ nhất là bắt đầu nó thuần với mình thì nó sẽ không có nặng, nhưng mà rất là khó kiểm soát trong cái việc lây lan nếu mình không có một cái tư thế phòng ngừa tốt. Khi mà một con virus nó thuần với mình á, thì nó có cái lợi là đối với những mà cái đối tượng khỏe mạnh á, thì nó sẽ dễ tự hết hơn. Nhưng ngược lại, cái đối tượng khỏe mạnh nó sẽ tấn công vô cái đối tượng nguy cơ á, thì đối tượng nguy cơ nó sẽ nặng hơn. Cho nên người ta vẫn có khuynh hướng làm sao mà điều chế được cái vaccine chuyên biệt cho con virus corona 19 này nè, để mà chích, để cho cái đối tượng bình thường cũng không có mang mầm bệnh, sẽ không tấn công vào cái đối tượng nguy cơ, và cái đối tượng nguy cơ cũng nên chích ngừa để không may bị tấn công nó sẽ không bị bệnh. Còn tất cả những cái loại vaccine khác á, thì nó chích nó chỉ giá trị cho cái tác nhân gây bệnh đó thôi, chứ nó không có tác dụng trên coronavirus. Cho nên quay lại là nếu mình chưa có cái vaccine coronavirus á, thì mình cố gắng làm sao cho cái tốc độ lây lan nó chậm lại, và mình bảo vệ cái đối tượng nguy cơ bằng những cái biện pháp là cách ly người nghi ngờ, xét nghiệm nhanh người nghi ngờ, mang khẩu trang, rửa tay. Đó là biện pháp cơ bản mình phải làm. Và song song đó, những nơi nào có dịch đó, thì phải có cái biện pháp phòng ngừa cho những người có đối tượng nguy cơ dễ bệnh nặng hơn. Thường thường người ta lấy xét nghiệm, người ta sẽ phân ra cái đối tượng nguy cơ ít hay nhiều. Nếu tượng nguy cơ mà thật nhiều, ví dụ F1 thì chắc chắn là phải ở trong khu cách ly. Còn cái người mà ít nguy cơ ít á, vừa vừa đó, thì người ta sẽ xét nghiệm trước, rồi nguy cơ ít nguy cơ thì xét nghiệm sau. Và chúng ta nhớ là cái xét nghiệm đó nếu mà dương á là người ta sẽ báo liền, còn nếu mà âm á thì chắc chắn là phải từ từ mới báo, tại vì công việc cả kết quả đó nó sẽ chậm. Nhưng mà nếu mà ca dương á, người ta chắc là người ta sẽ báo liền. Cho nên nếu mình đã lấy xét nghiệm mà lâu quá mình không thấy người ta trả kết quả thì khả năng mình là âm á, người ta sẽ trả lên hệ thống. Còn nếu dương là chắc chắn là mình sẽ được mời lên và phong tỏa khu vực đó như thế nào nào. Thành ra mình đã được lấy xét nghiệm thì mình hết sức bình tĩnh. Trong cái thời gian mình chưa có kết quả đó, hoặc là mình có kết quả âm đi nữa đó, thì mình phải tự cách ly ở nhà đủ 14 ngày khi mình thoát ra, mình đi ra khỏi cái vùng dịch. Cho nên nếu mình nghĩ ra là có một cái người nào đó chưa xét nghiệm, chưa có triệu chứng, thì cái người đó phải mang khẩu trang. Còn mình là cái người tham gia cộng đồng, mình cũng phải tưởng tượng như những người đối diện của mình là cũng là những cái người đó. Mình đi vô trong siêu thị, mình đi lên xe buýt, mình đi tất cả chỗ nào đó, mình nhìn cái người đó, mình cứ hình dung là người này là cái người có thể là người từ khu cách ly về, có thể là người có không có triệu chứng mà có virus. Thì nếu mình mang khẩu trang thì mình sẽ không bị tấn công, thì tất cả đều mang khẩu trang hết thì nó sẽ không, con virus nó không thể nhân lên được. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta hay nhầm lẫn, mình so sánh giữa hai cái đợt dịch trước, hồi Tết, rồi sau đó cái đợt mà châu Âu về, rồi cái đợt hôm nay, thì mình thấy là từ hôm nay sau tự nhiên mới có bệnh, có phát hiện đã có một tuần lễ mà 6 người tử vong và mười mấy người nặng. Thì mình đừng nghĩ đó là cái động lực cao, mà do cái đối tượng tấn công của mình á, nó khác. Hồi xưa những người từ Vĩnh Phúc là người rất là khỏe mạnh, cái đợt châu Âu về những người đi xa như vậy nhưng mà ta rất là khỏe mạnh. Còn cuối cùng cái đợt này đó là rớt ngay vô một cái khoa hồi sức. Chúng ta biết là cái khoa hồi sức là khoa bệnh rất là nặng, bản chất họ đã bệnh nặng rồi, cộng thêm những cái khoa chạy thận, là những khoa tim mạch, thì tất cả những khoa đó toàn là những bệnh rất là nặng thôi. Cho nên khi virus đã tấn công vô, nó sẽ làm nặng hơn cái tình trạng đó. Cho nên đối với những cái đối tượng nguy cơ, chúng ta chú ý thứ nhất á, là người có bệnh mãn tính, và đặc biệt là cái bệnh mãn tính đang được điều trị mà hồi sức. Thứ hai là bệnh mãn tính là gì? Đó là suy thận mãn, tim mạch mãn, tiểu đường, rồi những cái bệnh tai biến, những cái bệnh dư cân. Đó là những cái bệnh mà chúng ta chú ý tới, là những cái đối tượng nguy cơ. Ngoài ra cái đối tượng thứ hai nguy cơ là đối tượng người lớn từ 60 tuổi trở lên. Thì hai cái nhóm đó chúng ta phải chú ý. Mình biết là ở đâu, ở trên thế giới cũng vậy thôi, những cái đối tượng đó là đối tượng rất là mong manh. Còn những người trẻ
thì khả năng không có triệu chứng mà nhẹ nhiều hơn. Và chính cái đối tượng trẻ này nè, họ không chịu phòng ngừa, họ không có chịu tự phòng ngừa, họ mới lây cho cái đối tượng mà nặng như vậy, thì họ mới nặng lên, đối tượng nguy cơ họ mới nặng lên. Khi mình nói mình bảo vệ cái đối tượng mà nguy cơ hoặc là người lớn tuổi có bệnh nền á, thì mới hình dung được là ngay tại nhà người đó cũng phải được bảo vệ. Nghĩa là bản thân người đó phải uống đủ nước, phải ngủ đủ giấc, phải tập thể dục và không nên đi ra ngoài những cái nơi mà không cần thiết. Nếu đã đi ra ngoài thì phải biết mang khẩu trang. Bên cạnh đó thì cái người mà trong gia đình mình có những người đối tượng như vậy thì phải biết là mình đi ra ngoài mình có thể mang cái virus về nhà. Nếu mình không tự phòng ngừa, trong họng mình sẽ bị nhiễm virus và mình lây cho người nhà mình. Cho nên mình phải rửa tay khi mình trở về nhà, khi ra ngoài mình phải mang khẩu trang, rồi khi về nhà mình phải thay quần áo, mang rửa sạch tay ra thì mình mới tiếp xúc với người lớn ở nhà. Còn nếu mình đang mắc bệnh ho sổ mũi thì đương nhiên là không được tiếp xúc với người ở nhà. Cái nhóm thứ hai mình cần được bảo vệ đó thì là trong bệnh viện. Thì trong bệnh viện thì những cái người nào mà đi khám bệnh á, vì phải tới bệnh viện á, thì mình có thể liên lạc với bác sĩ điều trị để xem mình có cần khám trực tiếp hay không, hay là giãn ra, hay gì một tháng một lần thì hai tháng một lần, có thể sử dụng toa cũ hay không, thì cái đó mình có thể liên lạc được với lại cái bác sĩ điều trị, hoặc là chính cái nơi điều trị đó phải thành lập một cái tư vấn online cho mỗi bệnh nhân, cho mỗi nhóm bệnh nhân, để khuyên người ta thực hiện cái sự không cần thiết phải tới bệnh viện nhưng mà vẫn bảo đảm được sức khỏe. Điều đó rất là quan trọng. Còn trong nơi điều trị mà cái bệnh nặng á, mà phải nằm viện rồi đó, phải chú ý là hạn chế thăm nuôi, tuân thủ nghiêm ngặt cái chuyện mà phòng chống nhiễm trùng trong bệnh viện, đặc biệt là những người tới thăm và những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Đặc biệt trong cái đợt này đó, thì trẻ em á, khả năng bị bệnh nặng rất là thấp và khả năng mắc bệnh cũng rất là thấp. Tuy nhiên, không phải vì do đó mà mình cũng bỏ đi cái tuân thủ cho em. Thì cái sự tuân thủ cho em nó cũng không khác gì với người lớn, cũng là khẩu trang, rửa tay. Và đặc biệt trẻ em á, khi mình người lớn chăm sóc thì cũng phải biết mình cũng là một cái nguồn lây để đưa tới cho trẻ em. Thì bản thân cái người chăm sóc nó cũng phải tuân thủ khẩu trang và rửa tay. Nếu mà chúng ta nghĩ tới dịch chồng dịch á, thì chúng ta phải tăng cường cái biện pháp rửa tay và mang khẩu trang cho những cái nhóm bệnh như là bạch hầu, tay chân miệng, bệnh sởi, bệnh lây qua đường hô hấp. Riêng bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta phải diệt mũi, diệt lăng quăng. Theo tôi thì những cái khẩu hiệu trước kia đó mình cũng làm, nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, nếu trong cái phòng, cái nhà mình ở mà có một con muỗi thôi thì mình phải đi tìm ngay con muỗi đó được đẻ ở đâu, ở chung quanh chỗ nào để mình dẹp ngay chỗ đó, chứ mình đừng có để muỗi cắn sốt xuất huyết rồi mình mới đi tìm. Nó thấy một con muỗi trong nhà là phải tìm xem là con muỗi này nó xuất phát từ đâu, còn có thể thêm một con nữa hay không, còn có thể thêm một bầy muỗi nữa hay không. Còn nếu mình không kiểm soát được cái đó do cái môi trường quá rộng thì chỉ có cách là mình dùng cái lưới chống côn trùng để bảo đảm khi mình ở trong cái khu vực đó. Còn tất cả những cái bệnh khác có vaccine thì chúng ta nên tranh thủ đi chích. Hiện nay là cái nơi, cái lúc mà đi chích là tốt nhất. Tại vì hiện nay thật sự ra cái giãn cách xã hội nó chỉ nhằm vô những cái nơi mà quá đông bệnh thôi. Chứ còn những nơi khác thì mình vẫn có thể tham gia chích ngừa được. Đừng có bỏ cơ hội. Mình đừng có nói là hôm nay còn dịch mình không đi chích, nhưng mà vài bữa nữa thì có thể là cái số ca nó nhiều hơn, người ta hạn chế người tiếp xúc hơn. Và khi đi chích ngừa đó, thì mình có thể, nếu trẻ lớn thì mang khẩu trang, trẻ nhỏ thì mang cái nón che giọt bắn. Và đặc biệt là mình có thể chọn cái nơi mà người ta thực hiện đúng cái quy trình phòng chống, rồi mình hẹn giờ, rồi mình tới, rồi mình cũng rửa tay, thì đương nhiên em bé sẽ chích ngừa an toàn thôi. Thực ra thì cái cytokine mà chúng ta bàn nhiều nay ở Covid-19 đó, thì chúng ta đã, đối với ngành y khoa thì người ta đã biết cái này từ lâu rồi. Đây là một điều rất là đặc biệt đối với cơ thể con người, đó là nếu cơ thể con người gặp một tác nhân gây bệnh lạ thì bản chất của con người sẽ tiết ra những cái chất, những kháng thể để mà đẩy cái tác nhân gây bệnh ra ngoài, hoặc là bao vây cái tác nhân gây bệnh lại. Nhưng khi mà cái phản ứng nó thoái quá thì cái phản ứng thoái quá này nó tùy thuộc vào cơ địa, tùy thuộc vào gen, tùy thuộc vào sức đề kháng của mỗi người. Nhưng nếu mà nó mạnh quá thì nó sẽ tiết ra rất là nhiều cái chất như vậy, thì ta gọi là cytokine. Và thậm chí cái mức độ nhiều như vậy đó, mà nhiều đến nhất á, mà người ta còn dùng cái từ gọi là bão cytokine.
Thì với tất cả những cái chất đó nó không chưa kịp làm gì con cái tác nhân gây bệnh, như ví dụ như con virus COVID-19 thì nó ảnh hưởng tới cơ thể rồi, ví dụ nó làm rối loạn đông máu, nó làm phản ứng viêm nhiều hơn. Cho nên trong quá trình điều trị thì chúng ta cũng phải tìm hiểu xem cái cytokine như thế nào. Và cái chuyện này nó cũng có thể xảy ra ở sốt xuất huyết, nó cũng có thể xảy ra ở những cái bệnh siêu vi khác, cũng có thể xảy ra ở tay chân miệng. Và cái điều này đó thì đối với người làm bệnh nhiễm trùng thì rất là rành về cái này. Không, đối với người lớn tuổi thì nó không phải là cơn bão cytokine, mà nó do cái cơ địa của họ không thể, những cái chức năng những chức năng của cơ quan của họ không thể bằng một cái người bình thường được. Thành ra khi nó thay đổi chức năng thì nó sẽ sụp luôn. Ví dụ phổi người đó cũng thở không tốt, thận người đó cũng lọc không tốt, gan người đó cũng lọc không tốt, tim mạch người đó cũng không có chịu đựng được tốt thì mới dẫn tử vong. Còn thường thường những người khỏe mạnh là có cơn bão cytokine. Đối với đợt Covid mới lần này đó thì chúng ta thấy là chúng ta bị bất ngờ. Mà bất ngờ là do gì? Bất ngờ là do chúng ta lơ là. Chúng ta lơ là ở hai khía cạnh. Thứ nhất là mình để cho cái nguồn ở ngoài xâm nhập vô. Thứ hai là mình lơ là ngay trong bệnh viện, bởi vì nó thành lập ở cái ổ trong bệnh viện. Mà chúng ta biết là cái ổ trong bệnh viện là cái mức độ lưu thông và giao tiếp rất là xa và rất là nhiều. Một đặc biệt là bệnh viện lớn nữa thì người ta có thể phát đi ra khỏi rất là nhiều cái tỉnh khác nhau. Thì với cái sự lơ là đó thì chúng ta đã trả giá là hôm nay mình phải căng mình làm chống dịch. Tuy nhiên nó vẫn còn cơ hội để mà làm. Thứ nhất, nếu mà tất cả mọi người chúng ta đều thực hiện đúng để mình không bị nhiễm thì chắc chắn mình không phải là nguồn lây. Nếu tất cả đều không bị nhiễm thì không thể con virus nó sẽ tồn tại hơn 2 tuần được. Và nếu tất cả chúng ta đều ngăn chặn virus không tấn công như người mình thì mình không bị nhiễm mà mình cũng không trở thành một cái nguồn bệnh. Cho nên mình phải hình dung lại, nếu là mình cái người mà chưa hề có yếu tố nguy cơ thì phải mang khẩu trang và rửa tay. Những người nào có thể có yếu tố nguy cơ thì hạn chế tiếp xúc, mang khẩu trang, rửa tay và khai báo y tế. Những người nào chắc chắn có yếu tố nguy cơ thì khai báo y tế ngay để người ta được cách ly tập trung và làm xét nghiệm sớm. Còn lại những cái việc khác thì chắc chắn là ngành y tế và những cái ngành chức năng họ sẽ lo. Phần người dân mình chỉ suy nghĩ mình, nếu chưa phải là yếu tố nguy cơ, mang khẩu trang, rửa tay. Nếu lại chớ nguy cơ, mang khẩu trang, rửa tay và khai báo y tế. Nếu yếu tố nguy cơ rất là cao, đến ngay tại cơ sở y tế để người ta xem xét người ta có cần cách ly mình hay không. Đối với những người lớn hiện nay đó, mình muốn chích vaccine thì có 3 cái nhóm vaccine mình phải chích. Thứ nhất là cái mà mình còn sót hồi xưa. Ví dụ như là những cái bệnh đó nó đeo theo mình hoài. Ví dụ như là thủy đậu, sởi, ho gà, nó đeo theo mình hoài à. Bạch hầu nó đeo theo mình hoài. Nếu mình quên thì bây giờ mình chích. Cái nhóm thứ hai là do mình lớn tuổi mà mình có thể bệnh nặng hơn, đó là phế cầu và cúm. Đó là 3 cái nhóm mà chúng ta phải chú ý. Thật sự ra nếu mà chúng ta mà làm tốt cái biện pháp phòng ngừa này đó thì cũng chính là giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội thì mình phải hiểu là giãn cách cá nhân, có nghĩa là mỗi cái người nguy cơ thì người ta đang ở nhà. Người ta đang ở nhà là người ta giãn cách rồi, người ta thực hiện tốt là giãn cách cá nhân rồi. Và giãn cách một nhóm nhỏ, ví dụ như mình đi ra đường, mình mang khẩu trang, mình không tới gần thì mình không cần thiết, cũng là mình thức giãn cách. Rồi giãn cách lớn hơn người ta sẽ vây lại một cái cụm đó để ngoại bất xuất nội bất nhập. Còn giãn cách rộng hơn xã hội nữa là như cái đợt trước chúng ta đang làm. Thì Thanh tôi nghĩ là nếu mình không muốn có một cái đợt giãn cách xã hội như lúc trước nữa đó thì bây giờ tất cả chúng ta cùng phải làm.